lắm rồi em về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa. Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, đi mà không khéo té như chơi. Môi son má đào chân guốc cao guốc làm sao qua cầu dừa. Em ở phố thì quen rồi xe cộ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sau, anh cùng em quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười. Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười. Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười. Thời gian ơi hãy dừng lại đi, xin đừng trôi qua nữa. Để tôi được trở về quê hương sau bao năm tháng mong chờ. Trước
sâu dưa vẫn mãi cùng anh năm chờ tháng đời. Cứ tưởng thời gian đi qua rồi mình sẽ cùng nhau tương hội, nhưng có ngờ đâu tình xưa đã hết, vì cô gái năm xưa giờ đây cất bước theo chồng. Nhớ lắm em ơi, nhớ từng kỷ niệm hôm nào. Đã lâu lắm rồi anh phải chờ trong mai, ấp ủ trong lòng được gặp lại người thương. Chúng mình nào phải phụ nhau, bởi xa xứ sao quê một mình nào có trách có phiền, chỉ thương năm tháng đợi chờ mà thôi. Dù rằng hai đứa hai nơi nhưng anh vẫn chúc em đẹp duyên trọn đời. Ôi rồi kỷ niệm ngày xưa, cuồng đồng những buổi sớm trưa hè. Vẫn là lối đi chung, nhưng ta hai lối ngập ngừng nhìn nhau. Tốt lên lời từ ta.
tình này anh phải làm gì cho toàn chuyện, cả đôi bên đâu cũng là số mệnh cao xanh sắp bài từ muôn kiếp trước, thì ta chỉ biết cúi đầu chấp nhận chứ nào oán hận chi ai. Dù cho trăm đắng ngàn cay anh vẫn nguyện cầu cho mối duyên đầu, đừng gặp nhiều điều ngang trái, đừng để đôi ta vào vòng khổ ai, đừng để giọt lệ tràn dâng trên đôi mắt nhỏ rưng sâu. Ôi còn gì nữa đâu bao kỷ niệm hôm nào anh với lần đầu dưới ánh trăng khuya, ta mơ cho duyên tình đẹp mãi, cho yên quanh buồn kiếp chẳng xa lìa. Nhưng chiến chính nên tình ta xa cách, em ơi em ơi anh tan nát trong lòng. Giờ đành chi xa duyên tình ta đôi ngã nhau thương chi nhiều, liễu đâu chi nhiều chi làm khổ nhau thôi, cả mình chia tay em mới coi ai gieo sầu cho ai. Anh vẫn yêu em
anh vẫn gửi về em. Thì em ơi đừng nói chia ly đây, mà chỉ cho lòng anh tim cố sầu cho tình đâu phải dữ dàng. Mà em ơi hãy hát đi em, hát nữa đi em, bài hát năm xưa đi vẫn thấm đồng ở trong lòng anh. Em gái ơi, anh nói như vậy em có vui không? Kìa sao quay mặt chỗ khác rồi em à. Em vô tình em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sầu đau. Phần số anh thường để đã an bài cho cuộc đời khổ sầu. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu. Anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Sao giờ anh bối rối cho tâm sự riêng mang. Em ơi anh nào đâu bối rối, mà anh vẫn yêu em với tất cả chân tình. Thương em phố xa quá chừng, treo nón mà quên mọi, nhảy gừng mà quên cái. Chừng nào ráo diếp làm đình cổ liêm ăn kém, hai đứa mình mới xa nhau. Đừng buồn nữa em, anh biết em vì chữ hiếu nên phải xa anh. Anh không trách em đâu, anh vẫn cầu mong cho em được trọn đời hạnh phúc. Về đi em, em về đi em. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Còn luyến lo làm chi, còn giận dương làm gì. Ai thật lòng hơn ai, đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là quyền thôi. Anh hiểu giùm em, nào ước muốn giàu sang, bởi tình duyên trái ngang. Em vì chữ hiếu đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt từ đây. Thôi thôi thì mà chi cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đưa tiền. Vì lát nữa đây vừa hai ta mỗi đứa một phương trời diệu diện. Thì em ơi lưu luyến mà chi yêu thương để làm gì. Rồi tình cũng chia ly, về đi em ơi. Đừng gọi tên anh nữa mà chi cho mắt lệ. Lần này nữa thôi là ta vĩnh biệt nhau rồi. Trời ơi vậy mà bấy lâu tôi cứ thầm thương trộm nhớ. Và cứ tưởng rằng cuộc tình này mãi mãi bên nhau. Nhưng có ngờ đâu định sâu trời phải chia xa trong đau đớn nghẹn ngào. Lần này nữa thôi rồi chia xa mãi mãi. Người yêu ơi anh đau buốt trong lòng.
đừng khóc nữa em. Em có nghe không? Đừng khóc nữa em. Chớ khóc chi em, mối tình mình dệt như chiếc lá thu rơi bên dòng nước lũ. Chắc chiều kỷ niệm để dành thiên thu, nhớ nhau gọi thầm tên nhau, chớ trách ai đây. Thôi em xin đừng khóc nữa, mà chỉ biệt ly kẻ ở càng thêm đau buồn. Em ơi dù có yêu dù có thương, có nhớ có thương, thì hai ta cũng sẽ đôi nơi, thì hai ta cũng sẽ đôi đường cách ngăn. Đau đớn quá Minh ơi, anh đau đớn quá. Gần một ngày một đêm em trông ngồi trông đứng, ai chào rau ai than thuốc cho Minh. Em ơi, ngàn trăm chuyện bất bình cứ đổ trúc lên đầu của những người nghèo đói. Anh không thể nào sống nổi. Anh ngấm hờn nuốt tuổi, xuống xuôi vàng căn quốc nguyện mang theo. Nhưng chỉ thương cho em còn ở lại dương gian. Mình những ngày ở mương.
nhớ nhung từng đêm ăn ngủ không yên, tìm bao câu nói êm đềm, mong đôi mặt xinh tỏ em thương. Đến khi gặp em chưa nói nên câu, nhịp tim như trống liên hồi, không dám dừng chân bước vội vàng. Anh vẫn đi về con ngõ hoàn hôn, cô bá kho hàng mừng em lấy chồng. Anh giờ qua ngõ nhớ không, nghe đàn bông đổ trong lòng, tan vỡ mộng theo lấy thơ hồng. Anh giờ qua ngõ nhớ không, nghe đàn bông đổ trong lòng, tan vỡ mộng theo lấy. Niềm vui đôi quyến ương ngọt ngào xây duyên mới. Giờ chỉ mình anh đứng ngẩn ngơ buồn tiếc tương tình đầu tiên đã dù xa tầm giới. Nghẹn nghẹn tim đau em ơi, anh đã mất em rồi. Từng xác pháo đỏ tươi dập bầm vung vỡ như mảnh tim anh tan tác tơi bời. Lối cũ thân quen giờ bỗng dưng xa lạ, cát bụi như biến thành gai nhọn, đau bút bàn chân đau thấu vào tim. Bên nhà em người tấu rượu ngọt mừng vui, anh thơ thần nhìn nghe nước mắt chảy vào lòng mặn đắng. Em lấy chồng hương lửa bén duyên, anh lẻ bóng đơn côi đời là đông văn phố. Sao chúng mình không còn chung bước, khi biết đôi mình vẫn còn thương. Nhìn nhau không nói nên lời, mà nay xa cách nhau rồi, có ai biết được tình yêu là thế. Lối anh đã hẹn nhưng rồi không tới, ai biết ông trời làm lệ rơi. Tại anh không đến nơi hẹn, để người ta trông đứng trông ngồi, để người ta chờ rồi ngóng trông hoài. Tỉnh giấc bâng khuâng miệng đắng, cổ khô mồ hôi đậm trắng, em giận anh mấy bữa nay không đến để anh nhớ. Anh thường quên ăn biên ngủ, chợp mắt là anh thấy bao ác mộng kinh hoàng. Nếu anh còn vô tâm sẽ có một ngày kia em khăn gối theo chồng. À xin lỗi em nha, em ơi đó chỉ là trong mơ, mà hồn tan phách lạc, sự thật ngoài đời chắc là chắc khó sống lắm phải không em? Dạ, nhưng mà hờn giận càng sâu, tâm tưởng càng luôn nghĩ tới, lánh mặt không nhìn, chứ hình ảnh ấy trong lòng rõ đậm hơn. Tình yêu nào chẳng lúc vui lúc giận, sao mỗi lúc giận hờn tình thấm đượm thêm lên. Em vui lên đi em, vui lên coi. Anh ơi kẻ đang yêu, ai biết chăng nỗi lòng bên gối khuya buồn thầm mơ giấc vương bơ.
dắt nhau nhớ thương không cùng hồn mình tìm dắt tay tình yêu. Đừng hờn giận mà yêu nhiều em nhé, cách xa thêm buồn, đừng gây thêm khổ cho nhau. Chúng ta sẽ yêu muôn đời dù ngàn trùng cũng đi tìm nhau. Nắm tay hết cơn đau sầu tình, một đời biết bao buồn vui. Vào âm giai gian vui, người hay hứa thường sớm quên mau, bởi họ nói thao thao cho thiên hạ về siêu lòng. Em ơi, dạ anh thề nha. Anh thề sao anh nè? Thề xin có trời chứng chi không dám để em buồn. Anh sợ lắm khi chìm vào ác mộng, nhìn em lên xe cưới với người ta. Bởi trong kiếp đời này anh đã trót yêu em, anh muốn được cùng em sống hết cuộc đời đang sống. Rồi sẽ đông đủ cháu con nói dòng nói dội rằng tơ duyên sẽ môi gió trời. Nắm tay hết hờn em nhé. Xa cách thêm buồn người tình ơi. Mình yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Em ơi, dạ em để tay lên ngực anh đi. Gì vậy? Đó, đó em nghe không? Em nghe tiếng thì thầm trong tim đang đập. Thiếu hơi thở của em trái tim anh yêu, đuôi nó heo khô lặng đứng giữa âm thầm. Nè, lỗi cũ qua rồi em tha thứ đó, nhưng mà chưa có quên đâu, cho anh hưởng án treo để nhớ. Em, dạ anh nào muốn tình ta là ác mộng, sao giây phút vẫn hờn tình càng đốm hơn xưa. Em yêu Kha Sơn, em không yêu hoàng đế. Y Phương, tại sao Y Phương lại nói như thế? Y Phương, xa em anh buồn nhớ, nỗi đau xé lòng. Tình em trong hồn anh ước thề xin chờ nhé. Nhớ nhau ngắm trăng là ấm quên, tình yêu em là anh dù biết ly tình em chân chờ. Mai đây nơi chiều chinh nhớ nhung núi rừng, rừng xanh thang sầu thương tuổi chung ta cùng. Lá rơi mùa đông, mùa đông ơi mùa đông, làm lệ rơi làm tan nát lòng. Mùa đông ơi mùa đông, làm lệ rơi làm tan. Chỉ có nàng là người dám nhìn thẳng vào đôi mắt của ta, vì tâm hồn nàng không ẩn chứa một điều gì đen tối. Nếu như Y Phương chỉ cần tình yêu mà không màng ngôi hoàng hậu, thì ta cũng chỉ vì tình yêu mà không màng ngôi hoàng đế chôn cùng.
sẽ ở lại đây và ở mãi bên nàng. Chọn chiếc liều tranh thay cho cung điện và khúc cổ này làm ngày vàng ngư trị của tình yêu. Ta cùng nàng sẽ leo trèo chạy nhảy khắp nơi, uống nước suối ngon thay cho ngựa tô. Ta đã chán những nghi lễ trong cung phiền tối, giờ chỉ muốn được tự do và thích sống ở nơi này. Này Kha Sơn người em yêu quý, biết nói sao đây, tấm lòng của anh thủy chung khiến cho em càng say đắm trong hương tình đầu. Cầu thần linh giúp giùm đôi ta ôi ngã thương ngàn qua, em suốt đời một giá chờ anh. Nàng ơi diêm phúc cho ta được cành quá quý, mong ước thiêng liêng cùng mai sẽ duyên. Nàng ơi mai này đời nhiều ngăn trái, ta vẫn yêu nàng bằng mối chân tình cao cả vô biên. Đừng buồn mà chi sầu bi chân chưa, ta hứa yêu ai lòng không đổi dời, ta hứa yêu ai tròn kiếp không phai, cuộc đời chỉ có ai thôi dù cho bao tố lòng không đổi dời. Hơi tình ta nhớ thương thơm lòng ơi chàng ơi, dẫu mai xa lìa xin đừng quên có bóng hình đang nhớ thương, xin đừng quên có bóng hình đang nhớ thương. Ý Phương ơi lời nàng tha thiết làm sao, ta đây mơ ước ngày nào sung dày. Thương Phương vô dạ quá chừng, kéo nón mà quên mọi nhảy gừng mà quên cây. Chừng nào rau dịp làm đình, cô liêm mắng em hai đứa mình mới xa nhau. Kha Sơn Y Phương, Kha Sơn đời ta như bèo mây không ngừng phiêu bạc, vâng bèo mây ơi xa xa, tình xa con thuyền nan bao buồn vui dạt, trăm dòng sông vui nhịp bến bờ. Đang trong niềm vui hay niềm đau sầu, xin vì nhau chia sớt nhau, vì chung cho cùng bay một bóng nhàng, ta nào quên nước đầy ban đầu. Đã đậu cành ngô vỗ cánh bay xa, để lại dấu chân cho cành xưa âm thương nhớ. Đối với em anh là mặt nhật, còn lòng em như hoa hướng dương trăm nghìn cứ đổ một phương theo ánh dương hồng. Em nào anh chi nhung gấm kêu xa gá phùng lầu rồng, tình yêu nhà tranh cũng là cung cấp, được sống chung đời giữa môi khác nào bát bữa cam trân. Anh là mây bay tám hương, em sẽ là ngọn núi chờ mây về ôm ấp yêu thương, cùng nhau kể chuyện phong sương núi mây tâm sự nồng hương ân tình. Em hỡi Phương đẹp tuyệt vời, giờ những mây giang núi ôm nhau mặn nồng âu yếm. Luyến lâu như sợ gió thời gian trôi, cho mây núi xa nhau. Y Phương ơi đừng lo ngại đừng nói chi lời ly biệt
dù phải trăm vạn gian nan ta nguyện dân chung tình. Chia tay muốn dặm đường tình, trong hơi trắng gió có tình ân sâu. Chia tay đôi ngã sầu, lòng chàng y thế ai sầu hơn ai. Nhớ thu nào qua mấy mùa, với bóng dáng năm xưa xa mời. Chiều chiều tìm trong tia nắng phai, người về nơi chân mây cuối trời, bao buồn vui giữa mùa hoa tím. Tình cờ quen nhau qua phút giây, mộng đời giờ thanh thơ bất ngờ. Xa dù xa hẹn đừng quên nhau. Thu Hà à, dạ. Có chuyện gì mà ca bản nhạc buồn dữ vậy con? Có gì đâu má. Con có điều gì giấu má phải không con? Không có gì đâu má. Chừng nào có à, con sẽ nói liền cho má nghe. Thiệt không đó? Má không tin con sao? Má ơi, bữa nay cậu Lâm có tới đây không vậy má? Ông sắp tới bây giờ nè. Ê, má ơi, cậu Lâm tới kìa. Cậu Lâm. Thu Hà của cậu. Cậu Lâm đẹp quá ha. Có mua gì cho Hà không? Có chứ sao lại không. Làm sao mà cậu quên Hà của cậu được. Nè, ngồi xuống đây đi. Biết cái gì không nè, nè. Cậu mua hàng này đó là để cho Hà mái áo dài. Cổ sắc này là của mẹ, màu nhạt hơn. Hàng này cậu phải chia lại của người bạn ở bên Pháp về đó nghe chưa. Nè, cậu lựa màu đó, Hà với mẹ có đồng ý không vậy hả? Có đồng cậu ý không? Cậu Lâm con á mà lựa màu, chắc con vừa ý rồi phải không Hà? Má kỳ quá Hà. Phải hàng này mà mai thành áo rồi á, Hà sẽ mặc liền đi với cậu thì thích hơn hả má? Lo gì, chiều nay Hà đặt mai liền đi, để rồi chủ nhật này đi dạ hội với cậu ha. Không, Hà muốn khi nào đi chơi riêng với cậu thôi. Hà sẽ mặc cái áo mà cậu đã tặng cho Hà mới có ý nghĩa chứ. Còn dự dạ hội hả, thì Hà có thiếu gì áo khác. Thôi, con vô sửa soạn đi, để cậu Lâm đợi lâu cậu giận bây giờ à. Dạ, cậu đợi Hà một chút nghe cậu. Còn cất luôn mấy sách hàng nữa nghe má. Thu Hà nó dễ thương quá em. Phương, nè, bây giờ Phương có thể trả lời câu đề nghị của anh được em... chưa? Em sao? Em vẫn còn đang suy nghĩ anh à. Suy nghĩ? Suy nghĩ tới chừng nào nữa chứ? Phương nói rằng trước kia Phương có để ý thương anh, nhưng tại anh chậm nói, và vì ba má ép em lấy chồng, nên tình ta đành gian dở khiến cho mình phải xa nhau. Anh khổ đau, em ép giả theo chồng, hơn 10 năm trời hận tôi trái ngàn. Rồi quá bùa đơn côi ngót 8 năm trời, chiếc bóng lạnh lùng 5 tháng nặng nề qua. Khi tình xưa cũng chưa mở nhạc phôi pha, sao em vẫn ngại ngùng không nói lại tình ta. Tuổi đã vào thu em đâu dám như thuở còn mơ mộng, vì hạnh phúc mong manh mà nông nổi phiêu lưu. Em đâu dám nghĩ cho mình mà phải trao trọn tình cho con. Phương à, từ bấy lâu nay anh thương Thu Hà như con ruột, và sẽ vì em mà lo cho nó trọn đời. Nó đã thương anh như đêm ca thăm
tâm tình mà trao trọn cho anh. À, như vậy thì đâu có gì trở ngại mà em phải đắn đo. Coi vậy chứ đâu có hấp tấp được anh. Em phải dò ý Thu Hà nhiều mới được. Chứ em không muốn nó buồn anh à. Anh ngồi đây nghe, em vào rót rượu cho anh. Để anh uống, anh đợi con Thu Hà. Con nhỏ đó nó sửa soạn lâu lắm, chờ rụt xương luôn đó. Ôi đàn bà con gái người nào cũng vậy, thích đài đỏ đàn ông để thấy mình có quyền quyền. Móc họng hoài ha. Dạ thưa cậu. À Mai, con ngồi xuống đây đi, rồi cậu nói chuyện này cho con nghe. Dạ. Cậu muốn nói chuyện chi? Cậu muốn hỏi con, con thấy má con như vậy, con có thương không? Con còn ý nghĩ gì buồn phiền má con nữa hay không? Buồn phiền thì con chẳng dám buồn phiền má con. Nhưng con buồn tuổi cho thân của con thì có. Mai à, má con thương con, lo cho con hết lòng như vậy, đã vì con mà hy sinh cả cuộc đời xung sắc, để cho con được ăn học như người ta, con còn muốn gì nữa chứ? Khổ lắm, con khổ lắm. Cậu không hiểu cho con, vì dạng của mẹ con nên dây kinh đời con trong bốn bức tường ô nhục. Tại sao má con không có một tấm chồng xứng đáng để cho con ngẩng mặt cao lên kêu hạnh với người ta? Trời ơi, con phải cúi đầu nghe mọi người dèm xỉm là một đứa con gái không cha mà lại nghèo khổ suốt đời, mang thân hèn mọn, một đứa con quan được sinh ra bởi một bà mẹ mà quá khứ xấu xa đen tối mà con tạo con ra để làm bia cho thiên hạ chê cười. Người yêu bỏ con đi vì con có một bà mẹ tối đời. Mai, má con đã giết đời con mà không cần cướp dâu, có lẽ sống trọn đời của một kẻ bước vào yêu. Tại má con mới mang xuống bằng hầm yêu, tội lỗi của má con mà con phải nay lưng xa chờ. Má con bỏ con biết là con sẽ buồn nhiều lắm, nhưng con cũng chắc là con đỡ tuổi nhục hơn nhiều. Mai à, ba à, cậu cấm con nói như vậy. Má con đâu phải muốn như vậy đâu. Kẻ đáng tội chính là cái thằng là cái gã đàn ông nào nó làm lỡ đời xuân của má con. Nói vậy cậu biết ba con sao? Biết. Người ấy là hả? ba là bạn của cậu mà con. Vậy hả? Cậu biết tại sao ba con lại bỏ má con không? Biết. Cậu biết ngày xưa ba con đâu có ngờ gì phút giây dùng dài con đã tượng hình quan nghiệt cho má con. Má con đã nuôi con bằng tất cả sắc son căng răng hơn trọn phần đại đo. Cha mẹ đuổi xua họ hàng khinh rẻ, ngày tháng khóc cạn máu tim mà nuôi dưỡng con được nên người. Mai à, con đừng buồn nữa, hãy nghe cậu nói nè. Con đừng nghĩ quấy mà hờn giận má nữa nghe con. Cậu hứa sẽ tìm ba con cho con đoàn viên phụ tử, đời con sẽ được sang giàu sung sướng với người ta. Cậu ơi, như vậy là con cũng có ba. Phải, con vẫn có ba. Bộ ba con giàu lắm hả cậu? Ba con giàu lắm. Dạ, và hiện giờ ba con vẫn còn cô độc. Dạ, ba con đau khổ lắm con ạ. Cậu biết, ba con mà gặp con đó hả? Là ba con mừng lắm đó con. Thật vậy hả cậu? Cậu ơi, vậy khi gặp ba con rồi, anh Dũng, anh đâu có khi con nữa phải không? Phải, không còn ai dám khi con nữa hết, vì ba của con rất thương con. Cậu, con vui lên đi. Con mừng quá. Thật là tồi bại mà. Kìa ha, con nói ai vậy? Tôi nói cậu với Mai đó. Chị Mai, má chị đang đau nằm liệt ở nhà thương mà chị vẫn thản nhiên, còn dài mặt xa mẫu yếm với nhân tình. Chị muốn bắt cậu lâm thai vào chỗ Dũng,
thật là một người con gái hết sức xấu xa, lại bày trò qua nguyệt tại nhà kìa. Thôi Hà, chị có điên không? Chị nói tôi là nhân tình của cậu Lâm. Phải Thu Hà ơi, đừng giận dỗi hiểu lầm, mai đây là đừng chắc nết lắng lờ. Đi đi, tôi không muốn thấy mấy người trong nhà tôi nữa. Đi đi. Ông thấy chưa? Ông thấy tôi hận má tôi là đúng chứ? Chị tôi nghèo nên ai cũng chửi tôi được, ai cũng sỉ nhục tôi được cả. Má tôi đã tạo cho tôi một cuộc sống như vậy đó. Cô Hà, cô cao quý lắm, cô đẹp đẽ lắm. Cô không muốn gần tôi thì tôi cũng đâu cần gần mấy người như cô nữa. Mai, xin lỗi má, vĩnh biệt. Mai à, Mai đứng lại cho má hỏi. Lâm à, chuyện gì vậy anh? Thu Hà nó đuổi con Mai. Sao? Con Hà, tại sao con lại đuổi con Mai? Có gì thì con cũng phải nói lại với má để má phân xử chứ. Tại sao con không nói con Mai nó đã làm gì? Chị Mai và cậu Tâm đã yêu nhau. Hà, con đừng nói bậy. Con Mai nó là con, là con của người bạn thân của tôi. Tôi gặp cậu từ hồ mới biết rõ tông tích của chị Huệ và nó. Tôi khuyên nó ăn ở có hiếu với mẹ nó, và tôi hứa sẽ tìm cho nó gặp ba nó. Chỉ có vậy thôi. Hà, cô có nghe cậu Lâm nói không? Sao con hấp tấp quá vậy? Thôi. Tại sao vậy con? Thôi Phương à, đừng rầy con nữa, để tôi đi tìm con Mai. Thu Hà, từ hồi nào tới giờ tánh con hiền dịu lắm, sao hôm nay bỗng dưng con lại nóng nảy vô lý như vậy? Con Mai nó đang tủi nhục oán hận vì má nó nghèo, rồi bây giờ con lại xua đuổi nó, rồi nó uất ức quá nó tự tử thì làm sao? Con xin lỗi má, con không biết làm sao mà con hồ đồ như vậy nữa. Nhìn cậu Lâm vuốt dây nó là con phát tức lên à. Cậu Lâm thương nó thì cũng như thương con vậy chứ có gì mà con tức. Nói ví dụ mà nghe, dầu cậu Lâm có yêu con Mai cũng không có liên can gì đến con mà. Không không, cậu Lâm không thể nào yêu Mai được. Sao lại không? Họ là người dân với nhau mà. Nhưng mà để má đi tìm nó cho rõ. Nếu thực sự mà cậu Lâm với con Mai nó như vậy, má sẽ tác hợp cho hai người. Má, má không thương con sao má? Con Thu khổ Hà quá. Con có gì giấu má phải không Hà? Má, má ơi, con vẫn biết con đã hồ đồ nóng nổi lắm, nhưng buồn giận đã làm con không dằn nén được đau thương. Con phải làm sao đây khi nghẹn tiếng chán trường lòng eo ru vì thương vì giận? Má ơi, hãy ôm con vào lòng trong đôi tay mở rộng, con xin mượn lòng mẹ bao la bà ru trọn giấc thương sâu. Đời tay mẹ yêu thương con định bước qua cầu, con phải nghĩ gì đây trước cảnh tình đau xót con nghẹn nghẹn đau buồn cho đời con gái đơn xuân. Những đêm một mình trên gối lẻ băn khoăn, mơ vẫn do anh thầm mơ mộng, giờ vẫn băn khoăn hồn xuân đang mở rộng. Còn gì nữa đâu, tầm tay con vừa đánh mất tuổi xuân rồi. Con nói gì mà má không hiểu gì hết vậy hả con? Má, đời làm mẹ dưới bài nắng trường giờ thân quá khổ sống cho con. Cứ mỗi lần thấy con sầu muộn theo hôn là má nghe như hồn mình đổ xuống. Má sống cho con mà đau buồn sung sướng, nước mắt con rơi má cũng khóc đầy. Má chờ đợi con ơi, má nhất quyết sẽ làm cho con toại nguyện. Đừng giấu má mà một mình
sầu căm nín, con khổ đau má đâu còn có vui gì. Thu Hà, nói cho má nghe đi, nói đi con. Má ơi, con không muốn mất Lâm. Hả? Thu Hà, Thu Hà. Phương à, mình đã bỏ mất gần 20 năm hạnh phúc, bây giờ thì... Trời ơi, bây giờ thì con tôi nó lại... Phương à, con Mai nó đi đâu mất biệt không có trong nhà Thương nữa. Anh về cho em hay đem vào với chị Huệ. Ủa, sao em biết sắp vậy? Bộ có chuyện gì nữa phải không em? Phương, phải. Có chuyện gì? Anh bình tĩnh nghe em nói nè. Em làm anh hồi hộp quá. Chuyện gì? Em nói mau đi em. Anh Lâm à, hôm nay thì em có thể trả lời chắc chắn với anh. Sao em? Chúng mình không thể kết hôn với nhau được. Anh Phương à, em suy nghĩ kỹ rồi chứ? Lần này thì em suy nghĩ kỹ rồi. Hồi xưa vì cha mẹ mà em phụ anh một lần rồi. Hôm nay em lại phải vì con mà phụ anh một lần nữa thôi. Vì con? Vì Thu Hà? Thu Hà nó không bằng lòng cho Phương kết hôn với anh phải không? Có phải vậy không? Phải. Nó không bằng lòng vì nó ghét anh, có phải vậy không em? Phải chi nó ghét anh thì còn dễ xử cho em hơn. Đằng này nó... Ủa, vậy chứ sao em? Tại vì... Vì sao? Quân Hà nó yêu anh. Trời đất, em lấy gì làm bằng chứng chứ? Chính miệng nó thốt ra. Mà anh không để ý cử chỉ của nó sao? Vì yêu anh nên nó mới ghen với con Mai đó. Trời ơi, thật là anh không ngờ. Anh Lâm à, chúng mình đã nửa đời người rồi, có hạnh phúc cũng chẳng có là bao. Thôi thì cứ kể như mình chẳng quen nhau là hơn hết. Phải hy sinh cho con anh à. Hy sinh, hy sinh. Đời em lúc nào cũng chỉ có hy sinh. Hy sinh cho con, thà là em khổ chứ em không đành lòng nhìn nó đau khổ. Anh Lâm à, vì em, anh hãy vào an ủi nó đi. Hả? Đi giùm em đi, em gian anh mà. Trời ơi, sao lại có chuyện tréo ngoe kỳ cục như vậy nè? Anh Lâm, đây không phải là mộng nữa mà là sự thật. Anh cũng biết mối tình đầu của một đời người tuy lão anh nhưng khắc ghi sâu vào trái tim non nước của con thơ. Những ánh hình tuyệt đẹp của quân. Vì vậy và tội nghiệp những người thân, chỉ tội cho tôi chờ đợi em tới lúc tôi già vẫn chưa được nghe lời em, tội nghiệp xót thương. Ngày mình yêu nhau hai đứa mơ chầu cầu, đêm đâu có ngờ hai đứa xa nhau. Trời buồn không anh biết mộng xưa chẳng thành, em tin không phải mình mà vì đời chia rẽ. Em buồn trên vì hai đứa giữa cơn hè đi, yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay. Một lần bên nhau là yêu nhau suốt đời, trong cơn mê đắm này là dấu buồn hôm nay. Anh Lâm ơi, xin anh đừng nói lời hờn trách, tôi thấy tụi mình nay đã lớn, dẫu hạnh phúc không còn bao nhiêu năm nữa. Chúng ta như cây già còn bao nhựa sống, hãy vung quen cành xanh.
trẻ thanh xuân với tháng rồng năm dài nó sẽ lãng quên. Còn tình của chúng mình một đời mong đợi để yêu nhau. Tình của chúng ta đã từng quen cam chịu dở dang, dầu tiếc nuối hạnh phúc cũng đâu còn bao lâu nữa. Em phải vì con mà hy sinh chuỗi ngày thừa thải, nhìn hạnh phúc của con làm nguồn vui sống cho mình. Không, má ơi, con đã hiểu, đừng nói tiếng hy sinh trong khi má đã dắt cạn máu tim nuôi con khôn lớn và đã hy sinh quá nửa đời sương phụ sống cho con trải qua mười mấy năm dài. Má, con thề là con sẽ quên tất cả những mộng mơ lầm lạc tuổi thanh xuân. Từng giọt máu tim hy sinh của má đã rơi, con không dành đâu. Cậu Lâm, hãy tiếp tục yêu má con đi. Con có cách của con rồi. Thu Hà, con của má, má phải lo hạnh phúc cho con trọn vẹn mà. Má. Anh Lâm, anh Lâm ơi, anh Lâm. Chuyện gì đó Phương? Cô Thu Hà đó, nó bỏ đi rồi. Sao nó lại bỏ đi? Nó có để thơ lại cho em nè, anh đọc đi. À, nín đi em. Kính gửi mẹ. Mẹ ơi, Phương đi tìm vua nữ trong phương trời, tình đầu chân hiến cho đời. Còn sống vui bên bầu người đang nghèo khó, cần con giúp bàn tay khi nghĩa yêu thương rộng hơn ai tình, lòng mong mối tình xưa cứu liền đôi, câu ai ân xin người khác suốt đời, trọn đời vui sống chung đôi, miên đừng có phụ lòng nhau. Trời ơi, con tôi. Phương à, em đừng buồn nữa. Như vậy là Thu Hà đã theo chân đoàn thể bác ái đi cứu giúp những người nghèo đói bệnh tật. Anh tin rằng con sẽ tìm ra ý sống. Vâng, nhưng em vẫn muốn chúng ta, nhất là anh, phải cố làm sao cho nó hiểu được là chuyện chúng mình không bao giờ có được. Phương, trời ơi, tại sao bao nhiêu quan nghiệp quá khứ bây giờ lại đổ ập xuống đầu tôi như vậy nè trời. Anh Lâm, anh đừng nói những lời bi quan đau đớn, càng làm cho em khó chịu thêm thôi. Phương, em hãy ngồi xuống đây đi em. Bữa nay anh cần nói cho em nghe một sự thật đau thương của dị vàng. Ngồi lại đi em. Chuyện gì nữa đây? Thôi được rồi, anh nói đi. Hồi đó, lúc đeo đuổi Phương mà không được Phương nghĩ đến, tôi đau buồn tuyệt vọng, tôi định bỏ xứ ra đi. Thì Huệ lại đến với tôi để sớt chia an ủi. Nhưng rủi cho Huệ gặp tôi như kẻ bị đắm thuyền chơi với giữa biển. Tôi liền mượn Huệ làm phao và đã hành động qua ngông cuồng. Nghĩa là anh yêu chị Huệ à? Không, không phải tình yêu mà là chiếm đoạt phủ phàng. Tưởng đâu nhờ Huệ là phương thuốc chữa trị vết thương lòng, nhưng rồi tôi vẫn tưởng nhớ đến Phương. Tôi liền bỏ xứ ra đi, mặc cho Huệ khóc than vì tình của Huệ bị tôi lợi dụng. Nào hay đâu Huệ đã mang thai vô thừa, nhận nên bị mẹ cha từ phải xa biệt làng quê. Thôi tôi hiểu rồi, vì chuyện đó nên chị Huệ phải bỏ xứ ra đi, chịu gian truân khổ nhục đến ngày nay. Thật không ngờ anh tệ đến như vậy, nghĩ mà tội nghiệp cho chị Huệ vô cùng. Sóng gió cũng tới lúc tình yêu mất rồi, đam mê đi hoang trên vùng trăng trôi.
bánh xe tình yêu từ lâu chưa đến nơi. Ngày xưa cho đến nay tình yêu luôn đớn đau, nước mắt tiếc nuối chảy đầy trong đáy hồn. Ưu tư em mang theo vòng tay đã rời, nhớ thương từng đêm về phải vui bên đâu. Ngày vui đi quá màu, ngày buồn sao kéo dài. Tôi hối hận lắm Phương à, tôi không ngờ sự nông nổi ngông cuồng của thời trai trẻ đã gây thành tai họa và hậu quả kéo dài cho đến ngày nay. Tôi sẽ cố gắng đi tìm cho được con mai, lo cho nó được hưởng giàu sang sung sướng. Đó cũng là hành động tạ lỗi với quê ngày xưa, vì tay tôi mà quê đã gần hết một đời sầu hận, cũng tại vì tôi mà quê khổ riêng mình. Còn tình yêu thì thiên hình vạn trạng, không sao phân tích được. Và có lẽ đến hết ngày tàn tôi vẫn còn đau khổ, vì tôi vô duyên xấu số nên không bao giờ được hưởng một chút hương vị tình yêu như tất cả mọi người. Bạch y khách, bây giờ ông muốn đối xử với tôi thế nào? Quỳ xuống đó. Ông ăn hiếp tôi à? Tôi mé cái sư phụ của ông. Nè, Bạch y khách, ông tên họ là gì? Bạch y khách. Bạch y khách. Biết còn hỏi hoài. Bạch y khách hoài à? Tôi muốn biết tên họ rõ ràng để dễ dàng xưng gọi, chứ kêu ba tiếng Bạch y khách nó kỳ cục làm sao. Dù gặp nhau không lâu lắm nhưng thấy ông không có gì ghê gớm. Như người ta đồn đại bấy lâu đôi khi còn có chút cảm tình. Xin tiểu thơ nhớ dội lấy lòng để được tôi cư xử tốt hơn. Tốt xấu gì tôi nào có sợ, không phải ai dễ bắt nạt được tôi đâu anh nha. Vì kiều thơ hãy ngoan ngoãn vâng lời, quân của kiều đình sắp tới đây. Vậy thì ông mau thoát khỏi nơi này, tôi muốn thức trọn đêm nay. Nè, Bạch y khách ơi. Tiểu thơ. Ba hồi cô nương, ba hồi tiểu thơ, lộn xộn quá. Bạch y khách ơi, đêm nay sương xuống lạnh, khung cảnh điều hiu. Nơi này là nơi đâu vậy? Cô không biết nơi đây à? Đây là âm hồn miếu. Ê, kìa, làm gì mà nhắc vậy? Tôi sợ quá, Bạch y khách. Kìa, ông có thấy cái gì không? Thấy kìa. Có thấy gì đâu? Kìa, hình như là một con ma đêm đêm thường hóa. Tóc xó thân dài múa mai và cười khúc khích. Có ma quỷ gì đâu? Trời ơi, gặp nó một lần chắc là tôi chết mất. Cô ơi, thiên hạ đồn vậy thôi, chưa ai thấy một lần. Kẻ hành hiệp giang hồ. Nè, đừng có nhát, đừng có sợ không đâu. Nhưng mà ông ơi, sao bỗng nhiên tôi thấy lạnh khắp cả người, và trái tim này vẫn còn đập lung tung. Trời ơi, cô nhát quá. Ôi, người ta sợ mà ông còn cười à. Nè, Bạch y khách ơi, lại đây. Chị, tôi hỏi nhỏ câu này ha. Gì đây? Ê, kia, sao cô giật khăn che mặt của tôi, và sao cô nhìn tôi sững sờ như thế? Tại vì tôi tưởng Bạch y khách là một kẻ cọc cằn thô lỗ, xấu xí như ma lem.
nhưng không ngờ cũng đẹp trai quá đó chứ. Cảm ơn cô, cũng đỡ đỡ thôi. Ông không có tiếng gì khác nữa sao? Thưa tiểu thơ, nãy giờ chúng ta đã làm khuây lãng nỗi buồn trong đêm lạnh, rồi rửng sáng ngày mai mỗi kẻ một con đường. Tôi sẽ trở về nơi biệt phủ với gió lỏng mạnh xưa, còn bạch ý khách về đâu mấy ngàn dặm liều. Tôi về rừng núi ngày xưa, trăng khuya lượt bóng gió đào cành thu, nhìn theo phương ấy mịt mù lung linh khóm liễu gục đầu. Tiểu thơ ơi, trăng ở dị gian có tiền đưa ai, sao lại nhôm vàng hàng lâu bên bến đời. Gió ở Mỹ Sơn gió về đâu, sao lại để sầu cho người dung rồi. Mai đây ngoài ngàn dặm biên cương, người quan khách ra đi có quay đầu nhìn lại bên sông kia. Coi sông trên sông bờ nguyện cắt kim nào, mà bên cổ hàng lao xưa thêm bạc khóc. Mặt sông buồn mờ nhuộm bông mây xa. Tiểu thơ ơi, tôi và nàng mới vừa hành ngộ, bồng kia lìa bèo nước rẽ đôi phương. Nàng phải giữ tròn bổn phận, làm con mồi kẻ một con đường, đành chia tay vĩnh viễn. Thôi, ông đừng nói thêm chi lời chi tiền, khiến lòng tôi thêm buồn bã nỗi ly tan. Thù xưa quằn nặng hồn xưa, gặp nhau như một giấc mơ đêm nào. Gió đêm nay bỗng nhiên như trở lạnh, mảnh trăng vàng đã mở nhà cuối chẳng mây. Không có rỡ che tay cho ấm lòng ly biệt, để ngày sau còn nhớ lại chuyện tạm đêm nay làm kỷ niệm như hai người trong cuộc sống chia tay. Tôi trở lại kinh thành rộn ràng xa mờ, chiều từng chiều đứng lặng phía lầu tây, mỗi mắt nhìn về một phía trời mù thâm, chỉ thấy chập chờ sương lạnh phủ rừng. Tiểu thơ, xin cảm ơn tiểu thơ đã có lòng hoài tưởng. Bạch y khách, tôi muốn xin một điều. Tiểu thơ cứ nói. Tôi tên là Đoàn Thúy Quyên, muốn biết tên thật của bạch y khách. Tôi tên là Đồng Quế Phương. Đồng Quế Phương. Đoàn Thúy Quyên. Phương ca. Quyên muội. Một cánh hoa yêu nở dồi dàng, chưa tròn hạnh ngộ đã ly tan. Liễu buồn lá hồn thuyền giác chiều xa mây dặm ngàn
bơi vô mình cắn lơ lơ làm tình ta phải cam chịu sầu đau sao khiến xuôi dương thu sầu quen mắt sầu lệ ướt đôi bờ mi. Tình lụy khách anh hùng đời thường khó tao cùng nhưng tình ta dấu mãi lìa xa ta nguyện luôn thủy chung vẹn tình. Thảo không vì sương sớm nắng trưa mà đã vội vàng hiu. Cuộc hành ngộ đến nay đâu phải chuyện tình cờ gặp gỡ thì tại sao vì chút hận thù xưa mà tình ta đành vĩnh viễn quên ơn sinh dưỡng tình yêu và hận thù phải được phân minh. Phương ca nhìn kìa dần cánh đáng nhỏ lệ hận tránh có người lẫn lộn chuyện kiếp sao không bạc quên đi mối thù xưa cũ cho khúc tình ca trọn vẹn cuối đêm. Ta sẽ dành cho buổi trọn đêm đi, rồi sáng mai chỉ còn là mộng mị. Mỗi nghĩ một điều và tức như vậy, tình yêu cao cả sẽ quá dài mỗi hận. Quyên mỗi ơi ta đâu phải là kẻ áo khăn vàng bao giúp cho đời với tất cả tâm lòng. Vô tâm không biết rung cảm trước tâm tình người con gái. Ánh mắt rưng rưng ngàn đời ta nhớ mãi hương tộc lung linh thôn nát chuyện ban đầu. Phương ca, như vậy là đầy đủ cho tiểu muội lắm rồi. Xin tạm biệt và mong sẽ có ngày tái ngộ. Đại ca, đại ca có biết lĩnh vô khẩn cấp băng chiêu chỉ truyền em phải tiến cung? Phương đại ca, hiện giờ anh ở đâu? Anh ở đâu? Về tận cuối trời mơ bao hay dừng chân nơi quán trò cô liên? Con có mong tương phùng thu sau thêm quyền du chiêu tình đôi ta ngang trái lơ là màu yêu sương muôn kiếp nào phai. Tiếng của ai nước nở lên
tôi về ngàn qua xin theo gió bay. Phương nước gửi ai bên trời xa, chiều lan đầy buồn dương muôn cánh qua. Ai biết chăng nỗi cô đơn ngập hồn ta tiêu thay. Tôi trở về đây như một lữ hành cô đơn trên bến Tùy Dương chiều lạnh tim. Không biết còn ai thắp nén hương trên cổ mộ đài ngàn năm buồn tham sao lối cũ. Ngày xưa màu tím qua xin vẫn thầm lặng với hương rừng. Đó là một loài hoa thủy chung đổ đời mình. Dù tiết trời đã bao lần thay đổi, cõi ngô đồng còn phải thay lá đúng xưa. Tôi biết một người con gái cũng thủy chung, nhưng nghe đâu sắp lên kiểu qua vào cung cấm. Nếu không là hoàng hậu chắc cũng dương quy, vì linh vua muôn đời không thay đổi. Ông là một lữ hành xa lạ, sao biết những người con gái sắp vào cấm cung? Tôi muốn nhìn rõ mặt của ông. Ông bây giờ viết nón trên đầu tôi. Xin tiểu thơ tha thứ lỗi, chốc lát nữa đây tôi đã đi xa rồi. Đi xa rồi phải. Ông muốn về đâu? Bên Tùy Dương bóng chiều xuống lạnh không, lẽ lỡ cánh chẳng dừng chân ta muốn về nào? Dừng chân hay đi xa cùng chôn kinh nồi hà rằng âm thầm tìm đứa trong mộng mị, hà rằng làm một kẻ xa lạ còn hơn. Ông có một tâm sự buồn như người trong cuộc, tôi cũng có nỗi buồn muốn gặp gỡ người xưa. Ở đây chỉ có hoa ngàn đàn khoe sắc, chiều xuống dần mờ lạnh. Đoàn tiểu thơ, nếu có một ngày nào tiểu thơ lên kiểu qua về Trường An xa tích, nhớ cho rằng đã có lần được tiễn đưa đồng quê phương đoàn thúy quy phương ca quyên mùi. Bỗng nhiên nghe lạnh bóng chiều lên nơi phía xa, một chút hương tàn qua tim bát ngàn gửi về kỷ niệm xa xăm, xót đau tâm sự chút niềm riêng theo cánh chim. Hãy nhìn nhau đây, cách biệt nhau rồi, chiều thu chốn lạnh lá vàng rơi biệt cô nhân. Phương ca ơi, nếu ngọn gió cuối thu đã cuốn sạch những chiếc lá cuối cùng trên cành cây khô mòn mỏi, thì nơi bến Thủy Dương con đò cũ cũng rời xa không một lần trở lại. Cách lữ hành suốt một đời dũng rủi ai về phía Trường An mờ lạnh khói sương buồn. Ôi điện ngọc cung phong ngào ngạt hương trầm, qua lưỡi quyển ngát thơm mùi dương dạng nhớ
làm gì loài qua dài chốn rừng xưa. Con chim dành quên nốt những lời bi thảm, dù được giữ trong lầu ngọc phong. Con cá lý ngư đang thèm nhớ dòng sông lớn, dù nước khô trong xanh lắc nhường mấy trời. Nguyên muội, ai cũng thèm khát những khoảng trời cao rộng, nhưng rồi sẽ quên dần giữa niềm ấm chăn êm. Vui là một tiểu thơ quê cam, nền ấm chăn êm có là gì đâu. Nguyên muội ơi, muôn cá tròn một đời dầm xuống cây gió tròn một đời chưa biết được ấm êm con những đêm. Đã ngồi cô đơn đôi ấm chớn trăng tàn. Vương ca sẽ làm thơ tâm sự cùng qua cỏ quanh mình. Kỳ thú làm sao những người phiêu bạc bầu rượu thanh cương dừng ngựa bến sông thôi. Vương ca ghét cửa không môn vào lòn rá cuối, chốn quyền quán định khót kẻ bề trên. Vì vậy hai cuộc đời phương ca và mỗi cách xa nhau như hai dòng nước chẳng chung nguồn. Còn nhớ thời trẻ chúng ta dọc ngang, đã vượt lòng vẫn mong con mình nên. Đừng như cha sống giang hồ, đời biệt kinh kiếp lao tù. Phải, hai gió bụi đó à, tao đã giúp cho mày rồi. Đứng lại, đứng lại, cô giúp hộ. Mình, đứng lại. Mình ơi, mình đừng giết em, mình. Mày sợ chết lắm phải không? Thằng Nghĩa, con Nhân, hai đứa con của tao đâu? Dạ. Hai đứa con của tao đâu? Dạ. Nói. Dạ. Mày đã đuổi thằng Nghĩa bơ vơ lúc tao đi ở tù, còn con Nhân mày đã bán nó cho bọn thú bà khi nó 13 tuổi, có phải không? Dạ, phải không? Dạ phải. Khốn nạn. Dạ không. Tại sao mày lại làm như vậy? Dạ không. Con 13 tuổi mày bán nó là sao hả? Dạ không. Không phải vậy đâu mình ơi. Mình ơi, hãy bình tĩnh lại đi, nghe em nói nè mình. Nói gì nữa? Mày tàn nhẫn như vậy đó. Mày vừa bụng chưa? Không, tại vì em quýnh quýu, em lỡ miệng em nói vậy. Chứ không phải vậy đâu mình ơi. Em biết, dù chỉ một lầm lỡ đối với mình, em luôn luôn gây một ấn tượng xấu xa gây tổn. Dù em có ngàn lời phân biệt, mình cũng sẽ không tin. Dòng tố phủ vàng đã búa xuống đời em, định mệnh giường tay anh, con Nhân bỏ đi chẳng phải tại em. Im đi, đừng mở miệng ra là đổ thừa định mệnh chẳng thương mình. Không, chẳng qua tại em yếu hèn bất lực. Không lẽ láng giềng du hòa
cho một ba mẹ hiền từ. Mình ơi đừng cay đắng, em sống những ngày cay đắng ăn nặng. Thằng nghĩa chắc gì nhớ thương cha, nên nó trốn nhà đi để tìm mình. Còn con nhân có lẽ chắc là thương mẹ, nên nó bằng lòng cho mẹ ban con đi vào kiếp giang hồ. Mình ơi em xin quỳ xuống dưới chân mình để thật lòng sám hối, chỉ tại em lỗi một bước đi lạc lầm tay gia. Người cha ghẻ của con ngoài mặt tưởng chừng như đảo màu trắng, mà thân tâm toan dở trò thương luân bại ly. Em lo sợ dội đem con gửi nhà một người bạn cũ, chẳng ngờ con mình nhà quen cũng không chịu ở, tìm chỗ la phương xa để ra đi biển biệt không về. Trời ơi con gái của tôi đi quan khi vừa đứng tôi dậy thì. Tại vậy cho nên láng giềng xấu mồm xấu miệng, tưởng em mang nó cho tú bà tập kênh tuôn. Mình đâu biết em đã bỏ ngủ bỏ ăn để tìm con, và bỏ luôn cả chồng vô luôn chấp nhận tôi. Mới đây nhận được thơ con gửi về em mới tạm yên tâm, biết con mình lương thân trong gia đình giàu sang quyền thế. Gia đình quyền thế như thế nào? Con nó không có nói rõ cho nên là em không biết. Trời ơi, con gì hơn mẹ cha, có cha tội phạm giang hồ bất lương. Còn mẹ cũng bỏ con, tôi một lần sai dân, có mong chuộc lại cuộc đời thiên lương. Nghĩa ơi, nhân ơi, hai con giận cha mẹ là đúng quá mà. Vinh dự gì làm con của một thằng cha ăn cướp, và một người mẹ lang tâm sống đời dài dằng giang hồ. Trời ơi làm sao tôi tìm lại được hai đứa con thất lạc bây giờ. Hai con ơi, ba chỉ muốn tìm hai con mà chuộc lại tội, dù ba bán mạng mình cũng dành hết lại cho hai con. Mình cố công tìm ắt sẽ gặp được con. Em nhớ mình xăm hai chữ hận đời trên ngực con thở nhỏ. Tôi muốn chết đi nhưng còn một điều chưa yên, và phải dành lại cho con một sự nghiệp mới yên lòng. Mình, chú Hùng, chú đem vợ tội lỗi của tôi tới đây là chú tự ý muốn xóa lời giao kết đêm qua mà mình có thông với nhau. Phần tôi nhận tiền của chú giết người, phần chú không để người ngoài hay biết. Nhưng chị hai là vợ của đại ca, mà cũng là người tin cậy của tôi. Nghĩa là chú giữ tính nước cờ cao, đem bà tới mong giữ tiền bạc của tôi. Không, tôi đến đây là lo lắng cho mình, sợ mình khó an toàn với sức yếu cao. Nếu bấy lâu bà lo cho tôi và thương tưởng tới con, lòng muốn cho con tìm lại tội nguồn. Giữa sóng gió đại dương tội ác trùng trùng. Mình hiểu lòng em tràn đầy hối hận. Chợt thấy thèm thuồng
con cứ tình cảm mẹ con. Bà nhắc tới con mà sao không ngưỡng mẹ. Em cầu mong mình sống chinh kiến lòng thành của một người mẹ hiền từ với hai đứa con ngoan. Bà im đi, bà đừng nói với tôi về tình cảm mẹ thương con, vì tất cả đối với bà mọi thứ điều gì dù thiêng liêng nhất cũng không sao bôi xóa được trong lòng bà đang đậm đặc chỉ một chữ tiền. Tiền đã làm cho bà phủi nghĩa vong ân, tiền đã biến cho bà trở thành giả thú. Bà biết tôi thương con nên bà bám theo tình thương đó mà bà rút rỉa, tựa thể như hôm nay bà tới đây cũng chỉ vì để chờ đợi. Hễ tôi sống thì bà chắc chuyện tình xưa nghĩa cũ. Mình còn tôi có chết đi thì bà sẽ tự xưng là người hôn phối thay mặt đàn con mà chẳng giữ khoản tiền của ông chồng. Ngoài mắt bà kể lễ khóc thương, trong bụng thì hớn hở mừng thầm. Nhưng mộng của bà, mộng bà đã dở rồi. Vì tiền bán một mạng người không còn ở tay tôi. Bà xem báo này, tôi đã gửi phòng chữ khế hết rồi. Với di chúc dặn riêng đây mộ nhắn tin trên báo. 100 triệu đồng ba gửi thằng Nghĩa con. Nhưng hai đứa con trên ngực có xăm hai chữ hận đời. Trời ơi, bộ anh tính thua nó sao mà gửi hết 100 triệu đồng cho tụi nó vậy anh Chính? Chú không hiểu là tôi cần phải sống để tìm con sao? Chú Hùng, chú đừng có lo. Tôi sẽ sang nhượng tất cả mọi thứ của tôi để lấy tiền trả cho chú. Một mai tôi được còn tủ gia đình. Nếu phải sống vàng nàng để có cảnh đoạn, khiến tôi nguyện đem công sức mình để chứng tỏ với chồng sự hối cải trọn. Tâm em quyết bỏ đá vàng son để quê chi tìm. Con bao nhiêu năm vẫn lộn với tiền, làm sao bà hiểu ý nghĩa đoàn viên để mà tìm đi lẽ tồn sinh. Ông đừng bận tâm nghĩ gì nữa, hãy sắp xếp cho mau để cuộc giao đấu được bắt đầu. À, cậu em đây là Lý Đại Danh, người đại diện cho Sáu Đại tới đây tiếp nhận cuộc thư hùng. Tôi đồng ý, mọi người đi hết đi. Bây giờ họ đã đi xa hết rồi, tôi xin phép được ra điều kiện chứ? Được, tôi nhường cậu. Tôi biết bác đã từng là dân anh chị, ninh thọ tử bất ninh thọ nhục. Nếu bữa nay muốn chắc ăn thì bác cứ giết cháu đi, nhưng danh bác ắt là không sao không bị nhục. À, có lý, có lý. Tuy thắng không dính mà còn chịu nhục, ắt là bác không chịu vậy. Bây giờ tôi muốn đưa ra giải pháp công bằng. À, tôi đã nói tôi nhường, chú muốn sao cứ đầy nghĩ đi tôi chấp nhận. Dẫu mắt mưu thua tôi cũng có đồng. Tôi đề nghị đây là cuộc chiến tử sinh, không cần dũng lực sát hại tầm thường. Thì mù đi kiếm phần hơn thua bác nhiều hay không. Tôi đã nói rồi, dù tôi ít học nhưng chỉ nói một lời, nhất ngôn kỳ xuất tư mà nàng trì. Cậu muốn thế nào cứ việc bày ra. Tôi muốn cậu không khẩu phục mà còn tâm phục. Dẫu rằng cậu đây suy tính sâu xa, tôi cũng có căn trường kinh nghiệm cũng khó thua. Miễn cậu đừng đem qua học con ra thi. Không, đây chỉ là đấu tranh mưu lược công bằng và thành thật. Mình tráo bài ba lá chơi thôi, dễ kinh không được lỡ là mất mà. Anh ơi, Huệ Dung, em tới đây làm gì? Em
em không biết em tới đây làm gì nữa. Nhưng ở nhà đợi tin anh, em chịu không nổi. Thì ra cũng là tình nhân sợ mất tình nhân. Cậu còn trẻ mà, hồng phấn đào hoa, được nhiều người đẹp yêu thương, rất đáng sống trên đời đó chứ. Bác đừng nghĩ quấy như vậy. Huệ Dung là em ruột của cháu đó bác. Hả? Nói vậy hai đứa là anh em ruột à? Dạ phải. Cháu lại bác, xin bác đừng giết anh cháu. Hai chúng cháu là anh em ruột từ lâu, làm em nuôi xấu đại lâu nay mà đâu có biết. Hai anh em cháu thất lạc cha mẹ, thất lạc anh em từng thơ nhỏ. Mới nhìn nhau mới biết nhau từ đêm hôm rồi. Nhìn nhận trong một trạng thái não lòng, nếu chẳng có tâm thành, chúng cháu xuất phạm loạn. Hai cháu nói mình thất lạc mẹ cha, anh em cùng lưu lạc mới nhìn nhau. Nhưng làm sao nhìn được tận tường, có dấu tích gì hay không? Ba cháu xưa kia cũng là một tay anh chị, trong chốn giang hồ dường cũng thầm lo sợ cho con mình. Thật là khó nhìn nhau, nên có xăm cho chúng cháu một dấu vết trên ngực này. Nhưng dấu riêng ấy là gì? Bác xem ngực của cháu đây. Trời ơi! Tôi biết nói sao đây. Hai chữ hận đời sắm trên ngực của trẻ thơ. Thiệt dường như bác chính xúc động hay cảm phong sương. Cô Huệ Dung là em ruột của danh, chắc trên ngực cũng có sắm hai chữ hận đời. Em tôi là con gái, làm sao bác gối ngực được. Tội tôi là anh em ruột, bác không tin, kể bác ăn thua gì. Không, không phải đâu. Nhìn hai cháu mà bác nhớ con hơn. Bác nhớ con bác à? Xưa bác cùng có hai con, một trai một gái giống như vậy. Thật không bác? Vậy thì bác ương xin đừng giết quan anh cháu. Bác làm sao giết được? Anh hai ơi em linh cảm một chuyện lạ thường. Anh cũng nghĩ không lẽ trời xuôi chỉ cành đoạn trường. Cha con liều mình thi mạng, không lẽ ba mình là kẻ chém mướn đâm thuê. Cháu ơi bác là một tên con đồ đâm thuê chém mướn, vợ bác là gái giang hồ buôn hương bán phân, thì làm sao sanh được hai đứa con cao quý? Có chăng chỉ là đẻ ra được những đứa con lưu lạc quang đàn. Anh em tôi không phải là những người phụ nhân cõi nguồn. Anh cháu nói đúng, ba ba cháu là người như vậy đó. Mới thiết xuôi anh cháu từ 7-8 tuổi đã đi qua, chứ bị người dụ dỗ và ổ bắn trinh. Nhờ anh sao đại tướng tình ra tay cứu giúp. Nay cháu đang là sức diễn năm thứ hai trường lớp, còn anh hai là kỹ sư vừa tốt nghiệp mới ra trường. Thằng sáu đại dù nó có ác tâm, nhưng riêng hai cháu nó có ân tình. Cháu thấy dường như bác xúc động đau thương. Bác xin lỗi, không có gì đâu. Bác muốn hỏi thêm
ba má ai cháu đâu. Ba má cháu còn bạc cân vàng, nhưng cháu tin ba má cháu. Đúng, họ phải lo tìm hai đứa con quan tới cháu à. Họ cứ mang tâm sự một đời, bác tin rằng họ cũng đau thương. Bác ơi, có phải con của bác là thằng Nghĩa Công Nhân, và có phải bác đã từng sắp được con? Bác ơi, chứ không, bác chỉ là một thứ cỏ rác xác xơ, còn anh em cháu là hoa đẹp giữa vườn xuân hương. Suốt nẻo trần gian bác là khách lữ hành cô độc, còn anh cháu là mặt khách tao nhân xa mã rập ràng. Nhưng bác ơi, bác là ai? Bác hãy nói rõ cho cháu biết rồi. Ý con muốn nói rồi mình cùng vào cuộc sanh tử chứ gì. Nè, con cất giữ tờ báo này, rảnh rồi coi sẽ biết bác là ai. Bây giờ con dắt em về đi. Không được đâu bác. Cháu đã cầm chắc cái chết rồi, sao lại không được? Mưu mẹo giết người không có trong con người trí thức thật thà như con đâu. Đây nè, trong khi bác giả bộ coi hỏi từng chiếc lon sinh tử, thì bác đã lấy móng tay cào làm dấu nhỏ ở đây nè. Trong khi đó, cháu vẫn thật thà và phú cho mai rủi. Làm sao bác thua con được? Nhưng mà con đã thắng. Bác ơi, như vậy có nghĩa là bác đã nhường phần thắng cho anh cháu. Phải. Con bác thì sao? Kệ bác, hai anh em cháu hãy về đi. Mình ơi, cậu Hùng với Sáu Đại sắp đến nhà trên đỉnh núi. Mình bỏ đi đi, lên tiếp tay cùng cậu ấy. Đi đi. Vậy tôi phải lên tiếp tay Sáu mới được. Nghĩa, đừng đi, kệ tôi nó. Hả? Nghĩa? Thằng này tên Nghĩa à? Chứ không phải tên Danh. Phải. Sao? Thằng Sáu Đại nó ra tay cứu vớt, nó nuôi dưỡng, nó cho ăn học và nó đổi tên luôn. Đó là em gái của nó đó. Thì cô này là con Nhân phải không? Chứ còn gì nữa. Nếu không tin, bà lại coi trên ngực của nó có hai chữ Hận Đời. Còn thằng Nghĩa tôi đã thấy rồi. Đúng rồi, con Nhân đây mà. Nghĩa, con của má. Mình, con của mình sao nó làm mặt lại với em kìa. Vậy chứ mình có nhận là quen nó hồi nào đâu. Ba má mình có phải không anh? Anh nghĩ chắc đúng rồi. Vì anh nhìn trong mắt họ có tình cảm gì đó em. Khốn nạn thật. Thằng Sáu Đại nó thật là hiểm độc. Nó nhận hai đứa là em nuôi, nhưng không cho tụi nó biết là anh em ruột. Ngày xưa tôi đã tha chết cho nó. Nó nuôi thù hận bằng cách cho cha con giết nhau, và cho anh em nó loạn luôn. Nó thù sâu quá nên trả thù càng hiểm quá. Nhưng dường như trong mắt hai con chỉ nhìn thấy ân sâu. Ba má tha tội cho con. Xưa vì người cha ghẻ muôn loạn, má gửi con về nhà gặp mụ tàu kia. Trời ơi, con tôi chạy ôm má bắt ôm bồ. Má đâu có già con ơi. Nhờ Sau Đại nuôi thù nên con mình nên danh phận phải giữ cho con địa vị bây giờ. Hãy con lên mời Sau Đại tới đây liền, để ba má có lời cảm ơn. Dạ. Mình ơi hãy con đi rồi, bây giờ còn lại hai đứa. Tôi muốn cùng em bàn lại tương lai sự nghiệp của con mình. Mình đã chịu gọi em bằng tiếng mình. Em sung sướng hiểu rằng mình bằng lòng tha tội. Mình tin gì em cũng nguyện nghe theo. Mình ơi cả tôi với mình đã có tội bỏ con bơ vơ, nên Sao Đại mới có cơ hội nuôi thù hiểm độc. Tôi với
mình phải sắp xếp cho hai con tròn vẹn, cả hai chúng ta đều có tội với con mình. Đừng trách nhau anh ơi, khổ đau nhiều lắm rồi. Tình yêu ta từng lời kia hai thương đau, nhắc nhau tìm kiếp nào. Tình vui khi còn giả dờ, mất vui khi vàng câu. Mình ơi tôi tính đưa mình đi xa thật xa, cho biệt tất để hai con không dương lệ gì quá khứ vợ chồng mình. Bằng lòng theo mình dù góc biển chân mây, cô phụ dân thương em cũng xin thật lòng sáng thôi. Bảo đảm chắc chắn cho con mình không gì bằng cái chết, coi như rằng phải hiệp sao cùng mình trọn vẹn thủy chung. Mình có sợ không mình? Không không, được ở cạnh bên mình, có chết em cũng không có sợ đâu. Đây cái lon xanh tôi đã ghi dấu rồi, chỉ cần bóc cái lon tử này, mình cùng đi. Dạ. Đừng tôi hơn nghe lời nói, đừng ngại ngùng rời bước xa người. Dù một lần gặp gỡ nhau thôi, cúi mặt sầu rồi thôi hết. Tình còn dưới hay tình còn đây, núi thương tình cũ thoáng bay qua đời. Làm cho nước mắt bằng môi, hay để một người tìm phút mê đời. Anh Trang! Mình nhìn cô gái từ xa chạy đến, đó là con dâu của mình đó. Sương là vợ của thằng Nghĩa. Phải, sương đáng lắm, sương đáng lắm mình ơi. Thôi mình đi, để con nhìn thấy mình. Nhanh lên, nhanh lên. Ba má! Trời ơi! Ba má tôi đã chết! Kìa, hả? Em mau đi em.
Coi kìa, sao cái mặt không được vui hết vậy? Vui lên coi, vui lên đi em. Anh Trung, bây giờ anh tính sao đây? Tính cái gì em? Trời ơi, tới nước này mà anh còn hỏi tính cái gì nữa được sao anh Trung? Hay là anh muốn em chết để cho anh vừa lòng phải không? Đó đó đó, tại sao cứ mở miệng là em cứ đòi chết? Đó cô giải quyết được cái gì không chứ hả? Tuy nó không giải quyết được cái gì, nhưng nó giúp cho người ta trốn được những gì mà người ta không thể nào giải quyết được. Trốn? Nếu mà em chết, em sẽ để lại cho những người còn sống lại đây những vấn đề trầm trọng hơn á. Và nan giải biết bao nhiêu. Anh hỏi em một lời, trong khổ đau bây giờ còn yêu anh nữa hay không? Cứ sao cứ duyên như còn ngờ gì thủy chung lòng em. Em hỏi vậy anh nghĩ là em hỏi vậy anh nghĩ gì? Bây giờ ân tình em đã suy giảm, nhớ chi một người mà mặt mũi gồm ghê, đã đem tiếng ru dòng kèn mà giặt diều rủ em phù dòng. Trong tim máu em bây giờ toàn anh hình hắn ta mà thôi. Hắn ta là ai? Là tử thần trai phải vậy không? Anh này kỳ quá. Anh đùa chi ác hỡi anh ơi, nếu không chết em làm sao đây? Nữa cũng chết nữa nè. Em chết là trả thù anh, một người sống có lương tâm. Trung ơi, anh đâu hiểu hết nỗi đau đớn lo âu của em, được đêm từng phút giây chờ đợi. Những chàng trai như anh chỉ biết em có tay là khi em bụng lớn, còn những người giàu kinh nghiệm họ thấy là sẽ biết ngay nếu việc này lo liệu không xong. Một là em chết hay là biệt tích để chạy trốn giấu che đau nhục của riêng mình. Nếu sống em phải buông trôi dòng đời phiêu bạc như kiếp phụ bình, anh cứ lặng thân cho trôi qua ngày tháng, chớ nào có khó khăn gì khi chuyện hỏi cưới em. Em ơi nhìn phiến diện tuy thấy là không khó, nhưng sự thật thì không phải là dễ đâu em. Anh chỉ cần mời hai bác tới gặp ba má của em để giảm mọi chuyện cưới xin thì có gì đâu là không dễ. Em biết không, anh đã viết thư cho ba má anh hay rồi, nhưng ông bà còn giận anh nên bảo là anh thành niên rồi, muốn làm gì thì làm, ông bà không can dự tới. Sao anh không về gặp ba má mà lại viết thư? Hoàn cảnh khó nói lắm em mà. Hà ơi, anh đã từng nói em là anh là rong biển phiêu lưu, trôi bập bềnh giữa đại dương, theo ngàn lượng sóng trôi dạt tới muôn phương. Em như là quan đảo cô đơn trơ vơ giữa ngàn trùng, dường như quan đảo gửi theo gió lời mời gọi. Dòng chiêu hồn để ma lực dung chưa loài rong kia bỏ kia phiêu bồng. Làm sao gỡ rối mối tơ, anh nên liệu phương gì? Hà ơi, tại sao em cứ dùng lời thống trách anh mày? Anh đâu phải trốn tránh bổn phận làm chồng làm cha. Anh đã yêu em, anh lặp lại ngàn lần như một là anh yêu em bằng suốt cả cuộc đời mình. Yêu em mà anh
sẵn sàng lòn cuối vang sinh một thâm tình. Đối với cha mẹ sao lại nói là phải lòn cuối vang sinh? Vì với gia đình anh có nỗi đau riêng em mà. Em làm sao hiểu được tâm sự quan khiên? Nếu không thật lòng muốn cho gia đình em rạng mặt khi gả em lấy chồng, không bao giờ anh cầu lì xin xỏ một điều gì chẳng thơ từ khi đã từ thơ. Anh nói cái gì mà em không hiểu? Thì tại em chưa hiểu nên em mới ta tháng trách móc anh. Em tưởng đâu là em đã yêu anh hết sức mà anh lại hờ hững với em. Em tưởng đâu là em là người tình chung thủy, còn anh là một gã sở khanh trốn đi trách nhiệm của mình khi hay người yêu đã mang thai. Có phải vậy không? Chờ kết quả ý kiến của ba má anh sao? Chừng đó dẫu cho có bài hay thành vẫn còn đủ thì giờ anh lo liệu cho em. Ba má anh thuận tình thì là điều tốt đẹp, nếu chẳng may ngược lại anh định sao cho được vuông tròn. Lúc đó thì chúng ta đành tự lập gây dựng hôn nhân, tuy chẳng nợ mặt cưới xin nhưng tình yêu đâu khác được. Tại sao em cứ bỏ mặt cho anh đây quyết định? Em hai chẳng có quyền thì tụi em cũng đã thành niên. Trời ơi, không có được đâu anh à. Tại sao? Má em mà nghe nói như vậy là bà sẽ giết em chết đó. Còn anh hai nữa, anh ấy khó mà giữ nữa, anh nóng tắm lắm. Em à, phải ráng bình tĩnh em à, nha em, ráng bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh cái gì? Em không thể nào bình tĩnh được hết á, một là em sẽ chết. Nữa, chết, 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 cứ chết hoài à. Thôi em muốn làm gì thì em làm đi. Sao? Bây giờ nói vậy phải không? Chứ nói sao bây giờ hả? Nè nè, em muốn làm đám cưới của cha mẹ đôi bên lưng thuận, thì anh đang lo theo ý muốn của em đây. Anh lo anh muốn điên luôn mà em cứ đòi chết hoài à. Chết hả? Nè muốn thích chết thì chết đi, anh không cản đâu. Được rồi, tôi sẽ làm theo ý của anh nè. Hả? Em phải nói là em làm theo ý của anh, nhưng mà ý như thế nào? Anh không có quyền lớn tiếng với tôi nữa hết á. Đồng ý. Tôi ngu dại. Rồi sao nữa? Nhưng tôi chưa hẳn thuộc về anh đâu. Sao kỳ vậy? Chào anh. Hả? Hả? Trời ơi, sao tôi khổ dữ vậy nè trời. Áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều có người, lòng như nắng qua đèo. Chào ba. Chào ông. Trước khi đến đây, tôi vẫn lo cho bà còn quán trách tôi. Nhưng tôi lầm. Không phải là bà quán trách tôi, mà bà căm hờn tôi. Đúng, tôi căm hờn ông. Tới bây giờ, tôi vẫn còn hình dung được con dao rọc với sát nhân gớm ghiếc của ông. Tôi vẫn nhớ gương mặt xanh xao của anh Giang tôi bị ông giết chết. Còn má tôi,
Má tôi vì thương đứa con trai độc nhất, vì đau đớn khi đứa con gái bị chữa qua mà khóc đến mù hai mắt. Trời ơi, ông đi đi, ông đi đi, tôi không muốn tiếp ông nữa. Dân, tôi sẽ đi ngay, nhưng xin bà cho tôi được bộc bạch lòng mình trong ít phút. Thực tế thì tôi biết chắc là bà sẽ rất căm hận tôi. Vậy mà trong những đêm lao ngục, tôi thường mơ những giấc mơ tuyệt đẹp về hình ảnh nhớ thương của tình cũ nghĩa xưa. Hãy hát lên em, hát nữa đi em. Em hát bài tình ca nồng thâm của đôi ta. Em hát điều dân ca, ôi nghe sao ngọt ngào mà lòng anh xôn xao. Một nồng tâm là nấm nồng kén, một nồng kén là chính em tôi. Thương em, thương em chín đời mười chờ. Riêng tôi giúp tôi sống mười năm gia mình nơi lao ly, còn lại là những đêm bất rất căng năng. Tôi phải làm sao để xin lại chút tình yêu cũ đã căm hận tột độ, hay là tôi phải quỳ xuống đây để xin một lời tha thứ, dù đã đem thân trả nợ bằng mười năm lao khổ ở trong tù. Ông về đây mới biết rõ giá trị của một nhát dao sắc tự cầm. Vẫn tôi còn học được thiên quán thù không bao giờ chết, mà tình yêu thì khó sống được bền lâu. Lòng ông hỏi lòng, ai đã trao ông trọn tình? Nhưng biết khi người mang thai nghén thì ông dường như lạnh lùng tươi xinh ngại ngùng. Bà ơi bà đâu hiểu trăng thề trước sau vẫn ngọt, và trùng dương dân màu xanh rì rào cơn sóng vô. Ông đừng nên cay đắng làm gì đối với một người đã có chồng. Thật tình thì tôi đến đây không phải tìm lại dương của ngày xưa đầy kỷ niệm. Dẫu ông có muốn tìm cũng chẳng có được đâu. Nhưng tôi đến đây để tìm chút lòng nhân đạo thì có được không? Xin được trả lời. Mới mẹ làm khi ai đã phụ ai rồi. Bà ơi hằng ngày tôi lên non cuối nhìn biển cả mênh mông dây bùa sóng bạc đầu, chẳng nhớ đến tuổi ngày thêm tàn úa tóc đã phai rồi. Rồi lại nghĩ mà thương cho người yêu một mình lần đần, đã gian dở mong tình còn lại mang một bào thai. Thầm cầu mong rằng ai đủ can đảm vượt chông gai, và đứa bé kia dù ra đời trong tuổi hồ, nhưng ba nó ở nơi xa chốn chân trời góc biển hằng, mong có một ngày
về mà nuôi nó lớn khôn. Như vậy ông đến đây là vì nó chứ đâu phải là vì tôi. Có muốn gì bạn cũng không được, cũng có ai biết cho tôi. Còn lương tâm của ông, à quên, nếu mà ông có lương tâm thì ông đâu gây cảnh trái ngàn bề, tôi chịu nhục nhã với tan thương. Trời ơi, toàn sự sống của chúng tôi cho đến khi tôi có chỗ dựa nương thành gia thất. Nhờ đó mà ngày nay ở trong cuộc đời heo hắt, người ta mới tìm được trong nước mắt những nụ cười. Có lẽ người ta yêu bà. Không, anh Triết, người yêu tôi là chồng tôi, còn người ta có thể là em rể của tôi. Ông nhớ chứ. Con Hải, em gái của tôi năm nay nó 21 tuổi rồi. Bà có thể cho tôi biết địa chỉ để tôi tới đó tạ ơn người ta. Nhưng trước đó tôi xin bà vui lòng cho tôi gặp con tôi. Nếu tôi không lầm thì hiện giờ nó đang sống với bà ngoại nó, có phải không bà? Đúng, có em gái tôi nữa chứ. Nhưng tôi cấm ông không được gặp nó. Bổn phận làm cha nó cho phép tôi chào bà. Đứng lại, ông không phải là cha của nó. Còn bà bỏ con cho bà ngoại nuôi để bà vui cảnh gia đình, bà cũng không phải là mẹ nó. Anh Hai, anh về sao không về nhà? Dượng Tư, anh Trung là chi của Dượng vậy? Chúng tôi là... Anh là... Mày im đi. Em không im. Tại sao không cho phép nói là anh là anh ruột của em chứ? Vì hạnh phúc của mày, vì tình yêu của Hải. Em không cần điều đó, anh biết chưa? Em không cần. Anh Thành, có thật là em ruột của anh Trung không? Không, không. Phải. Đây là chuyện thật hơn sự thật. Hải à, nếu sự thật có phũ phàng như vậy, em có còn yêu anh như ngày xưa không Hải? Hả? Em bất ngờ quá. Trời ơi, tôi không thể nào tưởng tượng được nổi. Phúc, lại đây con. Chị Hà ơi, tất cả những điều chị không tưởng tượng nổi đều xảy ra. 10 năm nay em đối với gia đình thế nào chị và Hải cũng đều thấy rõ. Tại sao em đối như vậy nếu không phải là anh ruột của em đã dâng lời quy thác của anh Hai trước khi anh quyết định hy sinh nhận tội sát nhân và lãnh án giam thân vào nơi chốn lao tù. Thành, anh cấm em. Dù con nói ra mọi việc cũng đã yên rồi, nhưng anh nên nghĩ chỉ có một mình anh yên phận, còn em suốt 10 năm trời sống ân hận khôn nguôi. Trời ơi, em không thể chịu được một chuyện khó xử như vậy. Có gì đâu mà khó xử. Có phải em Thành đã dâng lời anh mà giúp đỡ cho chúng tôi không? Nó chỉ dâng lời theo lương tâm của nó. Dẫu sao chúng tôi cũng có lời cảm ơn anh. Anh đã tỏ ra biết điều sau khi gây ra án mạng. Em Thành cũng có rất kiên nhẫn. Ngày nay ân oán là đổi trao, thời gian là làm cho hai người đã thật sự yêu thương nhau trong cái cảnh quá bèo.
biết rằng có lẽ tan về đã ước hẹn đã vàng coi như số kiếp hồng nhan như đã định rồi nở trái ngang hai em đâu có tội tình gì chịu thiệt thôi dở dang nhờ công nuôi dạy nhưng nó sống như chim non lá đàn xin cho lá về cõi nước về nguồn cho cha con được trùng quang anh Thành ơi chuyện tài trời như dấu biển tan thương sao bấy lâu anh luôn kín miệng không hé lộ một tôi đã hứa cho dì dưỡng nó nuôi như vậy đâu có khác gì lá rụng về cội anh có đi xa thỉnh thoảng về thăm nó có cần gì bài chuyện để bắt con đi thưa bà tôi rất cảm kích trước những lời đầy vẻ hiểu biết của bà đối với Thành và Hải dân Thành không có tội chỉ tại tôi nhưng tôi thiết nghĩ pháp luật đã thay mặt cho xã hội cho gia đình bà đã trừng trị tôi và tôi đã chịu hình phạt với tất cả lòng sốt sắng từ ngày nay dù bà có ghét tôi cũng chẳng sao nhưng tại sao bà bắt tôi phải xa cách con tôi trong khi bà không nuôi nó lập luận của bà nói rằng bà cho Thành em trai của tôi nuôi bé Phúc cũng như tôi nuôi là vô lý lắm yếu kém và mơ hồ quá chẳng những nó biểu lộ ra một sự trả thù gượng gạo mà đồng thời nó còn có vẻ thiếu lương tâm. Phúc ơi, ba này con. Phúc, ba này con. Ba của Phúc đó hả má? Ba của con đó con. Phải ba mà Dương Tư nói ở tù đó không? Phải. Bây giờ ba con về đó, con lại ba con đi. Không được, vì ba không cho, anh không có quyền biểu như vậy. Có quyền chứ. Mày muốn nói cái gì? Chính tôi. Chứ tôi là... Im! Trời ơi! Cái thằng ngu! Tôi không im! Anh buông tôi ra! Anh! Chính tôi là thủ phạm! Chính tôi đã giết chết anh Giang! À. Trời ơi! Em điên rồi! Thành ơi! Em điên rồi! Anh chỉ khéo tưởng tượng để bào chữa cho anh Trung thôi! Không đâu em! Và sao Thành đâm chết anh tôi? Và anh Trung lại bị tù? Thưa chị! Anh hai đuổi em đi! Hai em mà nhận tội! Anh hy sinh cho em, cho gia đình em! Mà cũng là hy sinh cho chị đó. Tại sao vậy? Vì anh nghĩ rằng anh có tự do, chị cũng không thể cùng anh thành chồng vợ. Và chị có sang ngang lòng cũng không yên, bằng chị cứ căm thù anh mà vong phụ. Trời ơi. Hải à, Thành nó nói anh bụng miệng nó không kịp. Những lời nói đó là điều láo khoét không à. Không nói có thật như vậy đâu. Em nói thật. Anh Hải à, em tin rằng anh nói thật. Hải ơi, em đừng tin những lời nói nhảm đó rồi gian dở hạnh phúc của Hải em. Em vẫn yêu Thành và em sẽ làm vợ của anh. Tin nên kính phục lời can đảm nói sự thật đau thương. Em cũng biết anh gian em tranh ảnh nóng như lửa cháy mài. Thưa bà, dù lòng bà nghĩ sao chuyện đời giả thiệt, xin bà cho cha con tôi được sống bên nhau trọn vẹn thắm tình.
hoàn cảnh phũ phàng em khổ quá anh ơi. Đời tôi như rong biển phiêu du, tóc vào bãi quan khi gió dương thổi về, rồi sông bấp bênh theo triều dân rồng ngày mai ai biết được nó lại phiêu du đến một phương nào. Anh hai ơi hãy dừng chân phiêu bạc giang hồ, chứ ngờ ai học được ai hiểu ra cần gì anh lại phải đi đâu. Đời tôi quen sống cảnh thiếu tình thương, hơn 30 lượt lá vàng quen chiều lòng lạnh lẽo cô đơn. Nay lại có thêm đứa trẻ thơ như lửa tình yêu sưởi ấm tâm hồn, khuyên bà nên về xây hạnh phúc với chồng con. Cầu chúc hai em hãy giới thành trăm năm dựng bền nghĩa tóc tơi. Phúc, con đi với ba nghe con. Phúc à, con đi theo ba con đi, nghe lời má, má cưng con nhiều nghe con. Đi nha con, đi nha con. Con ơi, con đi với ba đi con. Dạ. Anh Trung, Phúc ơi, con theo cha con sống xứng đáng hơn. Má là người mẹ chẳng ra gì. Còn gì đâu em, dẫu 10 năm qua hướng ái ân chưa nhỏ, thương tích còn vượt hằng. Mối tình đầu tiên bờ môi vương nếp đáy đắng, nhưng giọt đắng đầu tiên tình yêu đâu không bao giờ quên. Nồng nàn chia tay vợ người yêu xưa, nay đã vui bên chồng ân ái tình lỡ làng. Cùng đoạn trường cùng sầu dung âm thanh nức nở, mỗi đôi cánh buồn tên sầu ngủ dài trên cây tình yêu. Kiếp sống đơn côi phải cam đành số phận, như nhánh rong phiêu bạc nhồi theo sóng muôn trùng. Còn kẻ thương tư để mai sau giá tư diêu diễn nơi phương trời bồng bềnh trôi về đâu. Ngập ngừng chia ly lệ sau đứa chân phiêu kia đi ngâm ngùi lưu mất khâm giá tư. Bước đợi thời gian dần trôi bao luyện nhớ, gió đưa sóng dội mòn đời người bao nhiêu. Gió đưa sóng dội mòn đời người bao nhiêu.